Hộp dữ liệu Datovaskranka là công cụ liên lạc điện tử có bảo đảm, được nhà nước xét dùng thay thế cho thư bảo đảm bằng giấy. Trang web của Datovaskranka là info.mayadatovaskranka.cz, hoạt động tương tự như thư email, nhưng cung cấp xác thực danh tính người gửi. Thông qua các hộp dữ liệu, các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi liên lạc thư bảo đảm với các công ty và các doanh nhân và cả các cá nhân. Datovas Kranka đã ra đời và lưu hành tại Cộng hòa Séc hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, mới đây nhà nước Séc ra quy định những người kinh doanh tại Cộng hòa Séc bắt buộc phải có hộp dữ liệu Datovas Kranka. Theo ước tính của Lupa.cz, việc vận hành Datovas Kranka đã tiêu tốn của nhà nước 6 tỷ kron. Hiện nay, Datovas Kranka là một trong những công cụ để người kinh doanh có thể truy cập, gửi giấy tờ, đơn từ cho các cơ quan công quyền nhanh hơn và không phải mất thời gian để đến tận các trụ sở cơ quan công quyền, mọi việc sẽ được giải quyết trực tiếp trên hộp dữ liệu Datovaz Nhiều tiểu thương người Việt tại Séc cũng rất hài lòng với các dịch vụ và hoạt động mà hộp dữ liệu Datovaz mang lại. Mình thì từ trước nay thì cái lúc mà chưa có làm DPH 2 thì mình không biết gì về điện về hòm thư điện tử. Nhưng đến khi mình vào DBH thì cách đây khoảng độ 3-4 năm thì mình đã làm cái hòm thư điện tử rồi. Không có gì phức tạp cả, mình chỉ đi ra biêu điện uh, báo là mình có làm một cái hòm thư điện tử vậy thôi, đơn giản. Cái hòm thư điện tử là riêng về bên thuế thì rất là quan trọng. Bởi vì tất cả những cái thư mà uh, ví dụ như là mình uh, phạt xe, hoặc là những cái về cái vấn đề gì thiếu sót về bên thuế là người ta gửi thư vào đấy là và tất cả những bên đấy là kế toán người ta họ nhận được và họ sẽ thông báo cho mình thì để nhận những cái thông tin uh, cơ quan nhà nước người ta gửi vào đấy cho mình mình mở ra mình xem rất là tốt vì là mình đỡ về uh, đi ra những cái sở tức là có cái thông tin gì đó, là mình mở ra là mình biết luôn rất là tiện cũng đơn giản cũng không không có gì khó giống như cái thư bình thường email bình thường Tháng 6 năm 2023, lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF đã đưa Việt Nam vào danh sách giám sát tăng cường. Điều này đã khiến nhiều quốc gia tăng cường kiểm tra giám sát về thuế cũng như việc chứng minh tài chính đối với người Việt, trong đó có EU và cả Cộng hòa Séc. Thời gian gần đây, Cộng hòa Séc cũng đã đưa ra các quyết định nghiêm ngặt hơn với những quốc gia nằm trong danh sách xám về rửa tiền và trong đó có người Việt. Vì vậy, thời gian gần đây, nhiều người Việt đã nhận được thông báo từ ngân hàng yêu cầu chứng minh các khoản tiền trong tài khoản của mình. Thậm chí, việc mở mới một tài khoản ngân hàng cũng đã phức tạp hơn trước. Có ngân hàng gọi mình đến là đến bây giờ là hai lần. Thế nhưng mà mình trình báo về, về thuế tháng rồi thuế hàng năm đầy đủ thì lại ok ngay. Không, không có vấn đề gì. Giới chuyên gia và luật sư khuyến cáo người Việt nói riêng và người nước ngoài tại Cộng hòa Séc nói chung cần hết sức lưu ý với những thủ tục pháp lý liên quan đến thuế và chứng minh tài chính, nhất là với những người tham gia hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Hơn nữa cũng cần bảo vệ chính tài khoản cá nhân doanh nghiệp của mình trên hộp dữ liệu Skranka có thể thay đổi mật khẩu sau khoảng 90 ngày một lần. Thư được gửi về Skranka sẽ được nhà nước bảo đảm tuyệt mật. Tuy nhiên, dữ liệu và thư đó sẽ chỉ lưu giữ trên Datova trong vòng 90 ngày, sau đó tự động bị xóa. Người dùng có thể mua thêm thời gian lưu trữ trên Datova tùy theo thời gian mong muốn và sau một năm sẽ phải gia hạn lại. Vậy nên người dùng hãy lưu ý tải tài liệu về nơi an toàn trên máy tính hoặc in lại. Nếu bị mất hoặc quên mật khẩu, người dùng có thể xin cấp lại tại bưu điện. xin kính chào quý vị khán giả chào mừng quý vị đến với chương trình trò chuyện cùng tam đa media thưa quý vị trong những ngày gần đây thì cộng đồng bà con người việt chúng ta rất là quan tâm đến chủ đề tài chính cũng như thuế tại cộng hòa séc và để trả lời những thắc mắc cũng như tìm hiểu về tài chính và thuế tại cộng hòa séc thì chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay luật sư cũng như chuyên gia về tài chính và thuế luật sư trần diệu huyền à, xin chào luật sư rất là cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình trò chuyện cùng tam đa media ngày hôm nay ạ Uh, xin chào bạn và xin chào tất cả các uh, quý vị khán giả của Tâm đa Media. Uh, thưa luật sư, trước khi chúng ta đi sâu hơn về chủ đề thuế và tài chính tại Cộng hòa Séc, thì luật sư có thể tóm tắt cho cộng đồng bà con người Việt chúng ta biết về những loại thuế hiện hành tại Cộng hòa Séc không ạ? Thực ra thì uh, thuế có rất là nhiều loại, uh, trên dưới 10 loại cơ nhưng mà hai cái nhóm chính uh, mà mình có thể nhắc đến đó là thuế uh, trực thu và thuế uh, gián thu hai cái nhóm thuế này thì cái sự khác biệt của nó đó nằm ở cái đối tượng trả thuế tức là trong cái nhóm thuế gián thu thì thực tế là người thanh toán cái khoản tiền thuế này sẽ là người tiêu dùng điển hình đó là thuế giá trị gia tăng còn ngược lại đối với thuế trực thu thì đối tượng thanh toán cái khoản thuế này trực tiếp sẽ là doanh nghiệp hoặc là một cơ sở kinh doanh nào đó thưa chị thì đối với người việt tại séc thì những khoản thuế nào được quan tâm nhiều nhất và cần phải lưu ý nhất ạ à? đối với cộng đồng chúng ta thì chắc chắn là ai cũng sẽ quan tâm đến thuế thu nhập nhiều nhất bởi vì là thuế thu nhập này là tất cả những người mà có kinh doanh hoặc làm việc tại cộng hòa séc thì đều sẽ phải gặp phải và thường là sẽ là theo hàng năm Uh, tiếp theo thì đối với những người tiêu dùng thì hiển nhiên đó là thuế giá trị gia tăng là một trong những nguồn uh, thu nhập lớn nhất của ngân sách của bất kỳ quốc gia nào và đối với những uh, uh, cá nhân mà đang sở hữu bất động sản thì hiển nhiên là họ sẽ quan tâm đến thuế bất động sản thưa luật sư thì vào năm ngoái chính phủ Séc đã thông qua gói thắt lưng buộc bụng nhằm tiết kiệm ngân sách vậy thì uh, gói thắt lưng buộc bụng đó đã ảnh hưởng như thế nào đến uh, các loại thuế ạ Uh, có có một số những cái uh, gói mà trước đây mình có thể áp dụng để giảm cái trách nhiệm trả thuế thì sau này dần dần về, theo thời gian thì sẽ không còn nữa uh, đồng thời thì là có một số mức thuế thì đã uh, tăng và đương nhiên nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả những uh, người mà đang kinh doanh tại cộng hòa séc nhưng thực tế thì là trong cộng đồng uh, diệu huyền cảm thấy là uh, mình cũng không hẳn là quá quan tâm hoặc là quá bận tâm về mức thuế cao hay thấp mà thực tế là mình sẽ chỉ quan tâm đến cái trách nhiệm của bản thân thôi tức là đối với cái kết quả kinh doanh của mình thì là mình sẽ phải đóng thuế là cái con số cụ thể nó sẽ là bao nhiêu chứ không phải là phần trăm trả thuế là bao nhiêu. Ờ, thưa luật sư thì người Việt chúng ta mỗi khi đến thời hạn phải nộp thuế thì rất là hay thắc mắc là năm nay nên nộp thuế nhiều hay ít vậy cái sự quan tâm này có thực sự là chính đáng hay không hay là uh, luật sư có lời khuyên nào dành cho cộng đồng người việt nam mình không ạ cái lời khuyên lớn nhất đây là lời khuyên rất là chân thành đó là cây ngay thì không sợ chết đứng tức là một khi mình đã là người kinh doanh hoặc là mình có một cái hoạt động sinh lời uh, tại nước sở tại thì hiển nhiên là mình sẽ phải khai thuế đầy đủ vì uh, cái mức thuế đấy hoặc là cái số tiền thuế mà mình đóng góp cho nhà nước uh, nó dựa trên cái cơ sở làm cái số tiền mà mình kiếm ra được nó là nhiều hay ít và do đó trong trường hợp mà mình mình sẽ xoay vòng và mình sẽ nói rằng là nên khai thuế cao hay thấp thì thực tế là mình đang trốn tránh trách nhiệm thực tế của mình đó là trách nhiệm khai báo thành thật và trả đúng cái mức dựa trên cái thu nhập của mình thưa luật sư thì cộng đồng bà con người Việt chúng ta rất là quan tâm những trường hợp được miễn thuế hay là giảm thuế vậy luật sư có thể uh, tóm tắt cho quý vị khán giả của Tamda Media biết là những trường hợp như vậy là những trường hợp nào không ạ? Nó có một cái rất là thú vị ở trong cái điểm miễn hoặc giảm thuế. Ở chỗ là rất là nhiều khách hàng sẽ có cái nỗi lo khi mà áp dụng những cái công cụ mà luật pháp cho phép để miễn hoặc giảm thuế. Và do đó Diệu Huyền cũng xin phép nhắc lại một lần nữa rằng là trong trường hợp đây là một cái công cụ hoặc là một cái cái chế độ mà luật pháp cho phép thì mình không cần thiết phải sợ khi áp dụng nó bởi vì đây là hoàn toàn hợp pháp. Ờ, trong những cái um, trong những cái chế độ được miễn hoặc là giảm thuế thì điển hình um, mình hay gọi uh, những cái gói đấy gọi là gói Sleva tức là giảm thuế và trong đó bao gồm uh, việc giảm thuế khi mà mình có con nhỏ, các bạn còn đang đi học. Uh, đó là cái cái gói mà gần như là ai ai cũng sẽ áp dụng khi có con nhỏ uh, đang sống tại Cộng hòa Séc và đương nhiên là uh, có những um, cái um, cái công cụ để áp dụng uh, phần uh, giảm thuế ở trong đó liên quan đến việc uh, trả tiền uh, lãi suất cho ngân hàng khi mà mình uh, vay tiền để mua nhà để ở. Và bây giờ cái nhóm mà đang uh, hoặc là cái cái trường hợp mà phổ biến nhất trong cộng đồng hiện nay đó là các trường hợp được uh, miễn thuế hoàn toàn uh, do mình nhận uh, một cái khoản tiền từ phía người nhà mình. Tức là dựa trên cơ sở là tặng cho Thưa luật sư, trách nhiệm phải sử dụng hòm thư dữ liệu điện tử gọi là data Skranka đối với những người kinh doanh Thì theo kinh nghiệm của luật sư thì người Việt chúng ta đã thực sự nắm bắt rõ về trách nhiệm này chưa ạ? Ờ, đương nhiên nếu mà so sánh với tình trạng cách đây 2-3 năm uh, trở lại thì uh, hẳn rằng cộng đồng chúng ta đã hiểu rõ Hoặc là ít nhất cái cụm từ Dattova Skranka nó không quá xa lạ đối với chúng ta Ờ, còn đối về cái việc là mình khi mà mình có trách nhiệm để sử dụng cái hòm thư điện tử này thì mình có thực hiện được 100% hay không thì đó cũng là một cái um, uh, câu hỏi rất là lớn bởi vì thường ấy thì bất kỳ uh, bất kỳ uh, ứng dụng nào liên quan trực tiếp đến công nghệ thì sẽ gặp uh, hoặc là sẽ đưa đưa ra những cái khó khăn nhất định cho các thế hệ ở trước bởi vì đương nhiên không phải là ai cũng sẽ đơn giản để tiếp cận các công nghệ mới hoặc là các ứng dụng mới. Và do đó khi mà nhà nước đã đưa ra cái trách nhiệm là tất cả những pháp nhân và những người kinh doanh cá thể đều phải có và duy trì cái hòm thư điện tử và thường xuyên phải kiểm tra các thư từ được gửi đến hoặc là gửi vào cái hòm thư điện tử này thì đương nhiên là không phải là ai cũng thực hiện được chuẩn chỉnh cái trách nhiệm này của mình. Luật sư có thể cho biết là luật sư đã bao giờ gặp trường hợp mà uh, người Việt chúng ta đến tìm uh, luật sư để uh, giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến hòm thư dữ liệu điện tử không ạ? Ví dụ như trong trường hợp mà uh, người Việt chúng ta không am hiểu về hòm thư dữ liệu điện tử và đã không check thông tin thường xuyên và đã gặp vấn đề với những cơ quan nhà nước ạ? thực ra khách hàng mà đến văn phòng để tư vấn về vấn đề hòm thư điện tử thì có thể chia ra làm hai nhóm khách hàng đầu tiên thì sẽ là thường là khách hàng quên mật khẩu nhóm khách hàng đấy rất là nhiều bởi vì uh, tại sao nó không hòm thư điện tử là một um, một ứng dụng do nhà nước đưa ra nó không giống như là một cái uh, cái email thường lệ mà chúng ta có thể lập ở bất kỳ trang web nào uh, do đó khi mà mình đã quên mật khẩu thì mình sẽ không thể khôi phục được cái mật khẩu Uh, giống như là khi mà mình mất mật khẩu của email, mình sẽ phải đi ra uh, checkpoint thường là sẽ đi ra bưu điện để xin um, kích hoạt lại cái hòm thư điện tử cho nên là rất là phức tạp và chưa kể là mất rất nhiều thời gian của khách hàng. Thì đó là nhóm đầu tiên. Và nhóm thứ hai thì là đúng giống như bạn đã vừa nhắc đến. Họ uh, nhận được một văn bản nào đó vào hòm thư điện tử và họ không biết uh, hoặc là không dịch được cái nội dung, không hiểu về nội dung và muốn uh, văn phòng tư vấn để giải quyết cái vấn đề được kia trong cái văn bản. Ờ, Diệu Huyền cũng xin phép nhắc lại một lần nữa rằng là bất kỳ văn bản nào, thư từ nào được gửi đến hòm thư điện tử thì đương sự sẽ có trách nhiệm muộn nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi cơ quan chức năng gửi đi để mở và tiếp cận cái nội dung của cái văn bản đó. Kể từ ngày thứ 11 sẽ được coi như là đương sự đã Uh, nhận được cái văn bản này rồi dù là sau một năm sau mình mới trực tiếp mở cái hòm thư điện tử ra cho nên là một mặt thì cái hòm thư điện tử nó là một cái công cụ uh, giúp mình rất nhiều trong việc là đa số công việc mình có thể xử lý qua nó và mình không cần phải đi đâu ngược lại thì nó cũng là một cái công cụ khá là bất lợi đối với những người mà lơ là trong cái trách nhiệm thường xuyên kiểm tra uh, những gì mà được gửi đến hòm uh, thư điện tử thưa luật sư, đối với những người kinh doanh thì việc có hòm thư dữ liệu điện tử là bắt buộc và cũng được chính phủ lập cho họ. Vậy thì có thể xảy ra trường hợp là những người Việt chúng ta không biết về vấn đề này và sau đó đã phải tìm đến các văn phòng luật sư để tư vấn không ạ? Dạ chắc chắn rồi bạn ạ. Bởi vì một khi cái trách nhiệm về việc lập và sau đó duy trì cái hòm thư điện tử đã được đưa ra thì thực tế cái thời gian tiếp cận đối với cộng đồng nó nó cũng khá là ngắn và có thể nói là đối với uh, toàn xét bởi vì cái trách nhiệm này áp dụng cho tất cả các pháp nhân và những người đang đăng ký kinh doanh, dù là cái việc kinh doanh đấy đang tạm ngưng. Cho nên là để mà một thông tin quan trọng như vậy chỉ được uh, đưa ra trong vòng một thời gian vài tháng rất là ngắn ngủi thì đương nhiên đối với bất kỳ cá nhân nào nó cũng sẽ là một cái vấn đề mà họ phải xoay chuyển rất là nhanh cho nên là nhất là đối với khách hàng mà trong cái thời điểm mà các thông tin được truyền uh, đạt nhiều nhất, họ đang ở Việt Nam chẳng hạn, cho nên là họ cũng không quan tâm uh, đến những cái diễn biến xảy ra ở Cộng hòa Séc. thì hiển nhiên là sau khi ví dụ như sau một năm họ sang đây, thì họ uh, họ mới phát hiện ra là à mình đã được lập một hòm thư điện tử, bây giờ mật khẩu ở đâu, lấy ra như thế nào, kích hoạt hòm thư điện tử ra sao sử dụng nó ra sao thì ở những người đấy là gặp vấn đề rất là nhiều và hiển nhiên thì như dự huyện đã nói rồi, cái hình thức duy nhất để có thể khôi phục lại mật khẩu ở trên hòm thư điện tử chính là thông qua các um, văn phòng checkpoint tức là đi ra bưu điện hoặc là ra gặp luật sư công chứng hoặc ra ủy ban cho nên là nó cũng là một cái vấn đề mà mình cần phải quan tâm đến. Luật sư có thể cho biết là có phương pháp nào để biết được là mình đã được lập một hòm thư điện tử không ạ? Trước đây thì tất cả những mà hòm thư điện tử hoặc là tất cả những cá nhân hoặc pháp nhân có hòm thư điện tử thì mình có một cái danh bạ công khai ở trên trang web moedatovaskranka.cz Nhưng mà rất tiếc vì luật GDPR tức là luật bảo mật thông tin cá nhân rất là nghiêm khắc trong việc tiết lộ thông tin cá nhân của bất kỳ ai và do đó thì là từ đầu năm nay cái chức năng này đã không còn trên cái trang web này nữa. Cho nên là thực tế nếu mà mình muốn biết mình có hòm thư điện tử hay không thì mình sẽ phải liên lạc trực tiếp với cơ quan chức năng để đưa ra câu hỏi là cá nhân tôi có hòm thư điện tử hay không. À, vậy theo như tôi hiểu thì là uh, những cái người quan tâm đến hòm thư điện tử có thể ra check để kiểm tra mình có hòm thư điện tử hay không Dạ được không, không xác, xác ạ? Thưa luật sư thì vào tháng 6 năm 2003, lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền đã đưa Việt Nam vào danh sách giám sát tăng cường. Điều này đã khiến các quốc gia nhiều nước đã tăng cường kiểm tra và giám sát về thuế cũng như việc chứng minh tài chính đối với người Việt, trong đó có cả EU. Và thời gian gần đây thì Cộng hòa Séc cũng đưa ra các quy định nghiêm ngặt hơn với những quốc gia nằm trong danh sách xám về rửa tiền và trong đó có người Việt. Vậy thì theo luật sư điều này có ảnh hưởng ra sao đối với ba con người Việt? chúng ta tại Cộng hòa Séc ạ? À? Cái luật luật rửa tiền nói chung ấy thì Diệu Huyền cảm thấy là đối với khách hàng hoặc là đối với cộng đồng chúng ta thì có thể sử dụng cái cái từ phiền. Tức là nhiều khách hàng cảm thấy rất phiền. Có rất là nhiều bộ luật khống chế những những hành vi của mình trong cái trong nhưng mà trong cuộc sống mình sẽ không tiếp cận đến nó bởi vì ví dụ như mình không vi phạm gì cả thì hiển nhiên là cái luật đấy nó sẽ không hiển diện trước mặt mình nhưng mà riêng về luật chống rửa tiền thì nó liên quan đến tiền mà tiền là cái mà ai ai cũng phải sớm hoặc muộn cũng sẽ phải tiếp cận và do đó thì uh, trước đây cái luật chống rửa tiền nó không quá nghiêm khắc bởi vì tại sao uh, mình uh, không nằm trong danh sách uh, sám tức là danh sách tăng cường kiểm tra và do đó thì thỉnh thoảng mình sẽ phải cập nhật dữ liệu cá nhân, vân vân, những cái trách nhiệm đó thì đối với khách hàng nó không phải là quá phiền. Bởi vì ví dụ như là chỉ một trong sau một thời gian dài thì ngân hàng mới yêu cầu khách hàng phải cập nhật. Nhưng ngược lại sau cái năm 2023 này thì những diễn biến như vừa rồi bạn nhắc đã xảy ra và do đó là người Việt Nam mình đã bị kiểm tra nhiều hơn rất nhiều so với trước. Việc lập một tài khoản ngân hàng Trước đây là một vấn đề rất đơn giản Mình có rất nhiều sự lựa chọn Thì bây giờ nó không phải là như vậy nữa Khi mà một cá nhân quốc, Mang quốc tịch Việt Nam Có nhu cầu muốn lập tài khoản ngân hàng Thì họ sẽ phải chứng minh rất là nhiều thứ Cho ngân hàng So với trước đây là chỉ cần đến Một chi nhánh nào đó để lập tài khoản mà thôi Cho nên là Thật sự là khách hàng cảm thấy rất là phiền khi mà phải đối mặt với luật chống rửa tiền và đối với việc là Việt Nam đã bị liệt kê vào danh sách xám thời gian gần đây thì bà con chúng ta như luật sư nói thì là đã phải chứng minh tài chính của mình đối với ngân hàng vậy thì những biện pháp chứng minh nào có thể có thể được coi là hợp pháp tại cộng hòa séc ạ thực tế thì dù khách hàng rất là có rất nhiều ý tưởng và sáng tạo trong việc chứng minh nguồn tiền nhưng thực tế thì cái nguồn tiền nó, nó không có nhiều đối với luật pháp thì nguồn tiền hợp pháp nhất sẽ trực tiếp liên quan đến việc trả thuế đúng không ạ tất cả những nguồn tiền đã qua việc khai và trả thuế hoặc hoặc là khai và được miễn thuế thì hiển nhiên đó là nguồn gốc của khoản tiền chân chính nhất tiếp theo thì mình cũng sẽ có một số nguồn tiền uh, ví dụ như là trúng sổ số chẳng hạn nhưng mà cái nguồn tiền đấy cũng là được liệt kê là một nguồn thu nhập và do đó cũng sẽ phải thông qua cái việc uh, trả hoặc khai thuế và do đó thì không có nhiều cái sự sáng tạo ở đây. Chắc chắn là phải chiếu theo uh, luật thuế thu nhập. Phần lớn người Việt tại Séc là những người kinh doanh buôn bán dịch vụ. Vậy thì bà con đã có sự quan tâm ra sao đối với việc tuân thủ các quy định về thuế ạ? Um, từ trước đến giờ thì thực tế um, khi mà mình uh, mình có thể xem những cái thông tin về cộng đồng ta nói chung ấy thì ai ai cũng rất khen rằng là cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng trả thuế nhiều nhất và thực sự là rất ít khi phụ thuộc vào hệ thống xã hội của tức là bảo hiểm xã hội của Cộng hòa Séc. Đó là một cái điểm cộng rất lớn do nhóm lớn của người Việt mình sống sống tại Cộng hòa Séc là đều kinh doanh cả cho nên hiển nhiên là hàng năm họ sẽ có trách nhiệm và họ đều thực hiện cái trách nhiệm là khai thuế thu nhập cá nhân hoặc là pháp nhân nếu họ kinh doanh thông qua một công ty cho nên là Diệu Huyền có thể nói rằng là mình rất là chỉnh chu trong cái việc thực hiện cái trách nhiệm khai thuế còn đối với cái mức trả thuế thì nó là một cái câu chuyện khác. Cái đó thì là sẽ liên quan trực tiếp đến từng cá nhân một là mình khai báo có đầy đủ hay không, tức là trong cái việc khai thuế mình có thành thật hay không thì cái đó là cái trách nhiệm của từng người một. Câu hỏi liên quan đến việc chứng minh tài chính đối với các ngân hàng thì bà con chúng ta thường rất là lo sợ khi mà phải đến ngân hàng để chứng minh cái khoản tiền mà đang có trong tài khoản. Vậy thì uh, theo luật sư thì chỉ việc cần mang một cái tờ khai thuế đến đấy để chứng minh đối với ngân hàng là đã đủ chưa ạ hay là cần phải mang thêm những cái giấy tờ gì để chứng minh với ngân hàng ạ? Cái cốt lõi của bất kỳ cuộc kiểm tra hoặc là yêu cầu chứng minh tài chính thì luôn luôn nó sẽ bắt nguồn từ cái trách nhiệm trả thuế. Trong cái cái chuỗi những người chuyển tiền cho nhau thì chắc chắn sẽ phải tìm ra được một người đã trả thuế cho cái khoản tiền mà đang được sử dụng cái đối tượng mà đang bị kiểm tra có thể họ không phải là người trực tiếp uh, trực tiếp kinh doanh hoặc trực tiếp có một cái nguồn thu nhập mà cũng có thể là họ là một người được hưởng cái số tiền này. Họ có thể hưởng thừa hưởng cái số tiền này từ phía gia đình uh, điển hình là cha mẹ tặng cho con cái hoặc là chồng gửi tiền sinh hoạt cho vợ rồi vân vân nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn phải tìm ra cái người mà đã trả thuế cho cái số tiền này rồi. cho nên là nếu mà mình là đối đối tượng được hưởng một số tiền từ phía người thứ ba thì giữa mình và người thứ ba đó sẽ phải có một mối quan hệ nào nhất định. tức là mình phải giải giải trình lý do tại sao đối phương đã chuyển tiền cho mình. nếu mà đây là số tiền tặng cho thường là sẽ chỉ cần một cái văn bản cam kết đây là chồng tôi anh ta chuyển tiền hàng tháng cho tôi để tôi chi trả. Uh, để uh, uh, các chi phí trong gia đình thì hiển nhiên là không cần phải có hợp đồng tặng cho giữa hai bên bởi vì giữa chồng và vợ thì không bao giờ khi mà chuyển tiền cho nhau lại đồng thời phải ký kết một văn bản giấy tờ và luật pháp cũng không ép mình phải làm như vậy nhưng cái quan trọng nhất là ok nếu mà đây là một người thân chuyển tiền cho mình thì cái người thân này lấy tiền từ đâu đúng không ạ uh, Không thể có hai cá nhân cả hai người đều thất nghiệp mà tự nhiên lại có thể chuyển tiền cho nhau được. Có bao giờ xảy ra trường hợp là chúng ta không chứng minh được cái nguồn tiền trong tài khoản đó thì cái hệ lụy của nó sẽ là như thế nào ngoài với việc là cái tài khoản đó chúng ta có thể bị hủy bởi ngân hàng thì có xảy ra trường hợp là bị truy thuế từ phía nhà nước hay không ạ? Cái việc truy thuế thì thực tế nó là cái bước cái bước cuối cùng trong cái quá trình kiểm tra một khách hàng dựa trên luật chống rửa tiền cái người tiếp cận được nhiều thông tin nhất liên quan đến giao dịch và tiền của khách hàng thì đương nhiên là ngân hàng. đấy là lý do tại sao ngân hàng đang đóng một cái vai trò rất là ác trong cái quá trình kiểm tra uh, theo luật chống rửa tiền. bởi vì họ xử lý rất là nhiều hồ sơ tức là rất nhiều tài khoản của khách khách hàng và họ trực tiếp nắm bắt được thông tin giao dịch ở trong một tài khoản của một cá nhân. và do đó khi mà họ nhìn thấy có một cái hành vi hoặc là một cái um, hình thức giao dịch đáng nghi ngờ thì trách nhiệm đầu tiên của họ là phải kiểm tra và yêu cầu khách hàng giải trình. đương nhiên khách hàng có quyền từ chối và khách hàng sẽ bảo là tôi không muốn cung cấp thông tin liên quan đến cái cuộc giao dịch này thì ngân hàng sẽ phản ứng ra sao? Ngân hàng sẽ có trách nhiệm phải thông báo cái hành vi đáng nghi ngờ này cho cơ quan chức năng và ở cái phần đấy thì một là cơ quan chức năng sẽ đưa ra yêu cầu đối với ngân hàng là chặn cái khoản giao dịch này tức là ví dụ như mình đang trong quá trình muốn chuyển tiền cho một người thứ ba và ngân hàng đang nghi ngờ về cái nguồn tiền hoặc là về cái mục đích sử dụng đối với số tiền này thì ngân hàng sẽ có quyền yêu cầu khách hàng là ngưng cái cuộc giao dịch này hoặc là thậm chí chính ngân hàng sẽ chặn cuộc giao dịch này và đương nhiên cái kết quả nếu mà khách hàng không giải trình được thỏa đáng thì ngoại trừ cái việc là ngân hàng sẽ hủy tài khoản thì ngân hàng cũng sẽ thông báo cho cơ quan chức năng. Sau đó cơ quan chức năng xử xử lý cái thông tin này ra sao thì nó sẽ lại liên quan đến luật hành chính và luật kiểm tra thuế. À, luật sư có thể cho biết là có những hệ lụy gì trong trường hợp chúng ta chậm trả thuế tại xét không ạ? Cái ảnh hưởng lớn nhất và đầu tiên đó đương nhiên là tiền phạt. Bởi vì một khi nhà nước đã đưa ra bất kỳ trách nhiệm gì đối với công dân thì hiển nhiên là nếu mà không thực hiện trách nhiệm đó thì nhà nước sẽ có quyền phạt đối tượng đó nhưng mà theo như diệu huyền tiếp cận các hồ sơ kiểm tra về tài chính hoặc là truy thu thuế thì thực tế trước khi mà nhà nước đưa ra hoặc là cơ quan chức năng đưa ra bất kỳ quyết định gì thì thường là họ sẽ rất là cố gắng để liên hệ trước với đối tượng phải trả thuế và trong trường hợp mà họ không liên hệ được để có thể mình hay gọi là giải quyết ngoài tòa đấy tức là giải quyết trong uh, cái sự tự nguyện của đối tượng thì uh, đương nhiên lúc đó thì họ mới uh, sử dụng cái biện pháp là họ sẽ gửi một cái quyết định hoặc là một cái lệnh phạt nào đó để uh, trong công dân này họ sẽ thực hiện cái trách nhiệm của mình uh, luật sư có góp ý hay là bổ sung hay là những lời nhắn nhủ gì đối với cộng đồng bà con người Việt chúng ta tại Cộng hòa Séc không ạ cái lời nhắn nhủ lớn nhất của Diệu Huyền thì luôn luôn là khi mà nhận được bất kỳ thư từ gì văn bản gì mình không hiểu thì vì đầu tiên mình nên làm đó là nhờ ai đó nếu được thì là chuyên gia nào đó uh, tư vấn cho mình về nội dung của cái văn bản đấy bởi vì cái mà có thể gây ảnh hưởng đến mình đó là xử lý chậm bởi vì bất kỳ vấn đề gì thì đều có, có một cái thời gian nhất định để mà mình xử lý và cái thời gian đó không phải là tính theo tháng hoặc tính theo năm thường là nó sẽ tính theo ngày và do đó là để không bị va vào cái sự lơ là trách nhiệm hoặc là vi phạm luật pháp, thì hiển nhiên cái việc đầu tiên mình phải nắm được về nội dung của yêu cầu từ phía cơ quan chức năng. Rồi sau đó thì là mình mới có thể xử lý được. Diệu Huyền cũng cảm thấy rất là may mắn khi hiện giờ ở trong cộng đồng chúng ta có rất là nhiều văn phòng chuyên gia tư vấn về tài chính, về thuế, các văn phòng kế toán, các văn phòng luật sư cũng giống như là kênh Tam Đa Media đây đây là những cái điểm tựa và những cái địa chỉ rất là uy tín và đáng tin cậy để cộng đồng có thể tìm những thông tin hoặc là nhờ sự tư vấn. Vâng rất là cảm ơn luật sư về những thông tin bổ ích trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, uh, chúng tôi hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho cộng đồng bà con người Việt chúng ta trong uh, buôn bán kinh doanh tại Cộng hòa Séc. Và nếu quý vị có thắc mắc hay là có những vấn đề gì cần tư vấn, quý vị có thể gửi cho chúng tôi qua hòm thư email info a Tamda Media.eu chúng tôi rất là sẵn lòng cùng quý vị giải đáp những vấn đề này và trò chuyện cùng Tamda Media số tháng này của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.